Quý vị đang đến với chương trình Giờ Cát Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Nguyên Thảo. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng điểm qua những diễn biến của thị trường trong phiên ngày 17 tại tháng 10, có phần trao đổi với chị Nguyễn Hoàng Bảo Châu, là chuyên viên phân tích đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào chị Bảo Châu ạ. Thưa chị, theo quan sát của chúng tôi thì hôm nay thị trường chứng khoán đã có một cái phiên giảm điểm khá là mạnh. Vậy chị có thể cho biết những cái nguyên nhân dẫn đến cái đà giảm điểm ngày hôm nay của thị trường ạ? Nếu mà quan sát kỹ thì cái sự suy yếu của chỉ số đã bắt đầu từ cái tuần vừa rồi. Thì tôi thấy là các cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường thì không có sự tăng điểm. Trong khi đó thì dòng tiền lại chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Thì tôi thấy là cái lực tăng đã yếu dần. Và cái phiên hôm nay thì khi mà chỉ số mở cửa thì cũng đón nhận những thông tin không tích cực từ việc giá dầu thế giới suy giảm. Thì đầu tiên khởi đầu cái phiên giao dịch là cổ phiếu gas, là cái cổ phiếu trụ cột trên cái sàn thì cũng có sự suy giảm. Và theo quan sát của tôi thì các cổ phiếu vốn hóa lớn khác như là Vinamilk hay là Vietcombank thì cũng có cái sự suy giảm và đã khiến cho thị trường lao dốc. Và cái đợt bán thì bắt đầu từ phiên chiều thì có vẻ là mạnh hơn và khiến cho cả các cổ phiếu mà đã giảm điểm trong phiên sáng ngày càng nới rộng đà giảm. Và ngoài ra thì còn có sự tham gia vào cái đà suy giảm là có cổ phiếu Bảo Việt thì cũng giảm khá mạnh. Và điều này đã ảnh hưởng khá nhiều đến thị trường và đó là cái nguyên nhân mà khiến cho thị trường giảm điểm trong phiên hôm nay. Như chị đã phân tích là tuy nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu nhưng mà chúng ta thấy rằng nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì vẫn thu hút được dòng tiền, thì chị có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này được không? Về nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì do cái áp lực chốt lời là thị trường đã tăng thời gian vừa qua cũng là nhờ cái nhóm này dẫn dắt. Tuy nhiên thì hiện tại thì nhà đầu tư cũng đang khá dè dặt khi mà chỉ số đang tiến lên cái ngưỡng kháng cự 690. Thì vì vậy mà tôi nghĩ là nhà đầu tư cũng đang có cái sự chốt lời ở nhóm cổ phiếu này và dòng tiền thì tìm đến các cổ phiếu mà chưa có tăng nhiều. Thì đặc biệt như các cổ phiếu có tính thị trường như là FLC, HAG hay là HNG thì tôi thấy là trong phiên hôm nay thì cũng thu hút khá tốt dòng tiền. Tuy nhiên thì về cuối phiên thì lại có cái sự suy giảm. Còn các cổ phiếu như là ROS và cổ phiếu TCH hay là những cái cổ phiếu mang tính thị trường như là các cổ phiếu khác thì lại giữ được cái đà tăng khá là tích cực. Nhìn chung thì cái thị trường hôm nay khá phân hóa. Tuy nhiên về các nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa trung bình và nhỏ thì tôi lại thấy là theo quan sát lại có cái nhóm là nhóm ngành cao su lại tăng khá là tích cực. Thì đến cuối phiên thì các cổ phiếu như là cao su Tây Ninh, cao su Đồng Phú vẫn giữ được cái mức tăng khá là mạnh trong phiên. Và tôi nghĩ là cái nguyên nhân tăng của các cổ phiếu này thì là do cái việc là giá cao su trên thị trường thế giới đang có sự khởi sắc trở lại. Và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này. Và khi mà kết quả kinh doanh khởi sắc thì cái giá cổ phiếu của các doanh nghiệp ngành cao su sẽ có cái sự tăng trưởng trở lại. Thưa chị, theo chúng ta thấy thì hôm nay giá cổ phiếu của Vietcombank cũng đã có một cái phiên giảm khá là mạnh và có thể coi là ảnh hưởng nhiều nhất đến thị trường. Tuần trước thì Vietcombank thì cũng đã có động thái hạ lãi suất, thì liệu có phải cái thông tin hạ lãi suất đã ảnh hưởng tới giá của cổ phiếu của Vietcombank hay không ạ? Về cổ phiếu Vietcombank thì tôi nghĩ là hôm nay không những cổ phiếu này mà hàng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn đều bị suy giảm là do áp lực bán khá lớn từ nhà đầu tư. Thì thị trường cũng đang khó khăn trong việc tìm cái nhóm trụ cột nên nhà đầu tư cũng mất kiên nhẫn và bán các cổ phiếu này để chốt lời. Thì tôi nghĩ là cái thông tin mà hạ lãi suất thì nó không có ảnh hưởng đến cổ phiếu này, mà trong những phiên gần đây thì trong thời gian gần đây thì có thể thấy là Vietcombank đã giảm khá là mạnh. Tôi nghĩ là cái nguyên nhân chính là do việc ngân hàng này sẽ phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược là GIC. Thì mặc dù là cái thông tin là cái giá cổ phiếu phát hành là chưa có công bố, tuy nhiên thì theo những đồn đoán của thị trường thì cái giá phát hành có thể là sẽ thấp hơn cái giá thị trường. Vì vậy mà điều này đã gây cái áp lực lớn lên cái cổ phiếu này. Tuy nhiên thì nhìn chung thì tôi thấy là hiện tại thì cũng đã công bố cái kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và tôi nhìn nhận là cái cổ phiếu này cũng khá tích cực bởi vì tăng trưởng tín dụng khá tốt và cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này, của ngân hàng cũng có cái sự tăng tốc và cũng gần đạt cái kế hoạch kinh doanh của năm. Bên cạnh đó thì cái việc xử lý nợ xấu cũng thực hiện khá tốt nên tôi nghĩ là tình hình kinh doanh của ngân hàng thì không đáng lo ngại. Vậy chị đánh giá như thế nào về những cái thông tin giảm lãi suất của ngân hàng đối với cái thị trường chứng khoán nói chung ạ? Về thông tin giảm lãi suất thì vừa công bố vào cuối tuần trước thì tôi nghĩ là cái thông tin này cũng phù hợp trong bối cảnh là trong tháng 9 thì nhiều ngân hàng đã có động thái là giảm lãi suất huy động. Thì
đây cũng phù hợp với cái chủ trương của nhà nước, là của chính phủ, là sẽ giảm cái lãi suất cho vay để hỗ trợ tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Dạ. Thì về doanh nghiệp thì đó là một tin tích cực, còn về nhóm ngành ngân hàng thì tôi cũng không quá quan ngại, bởi vì hiện tại thì cả lãi suất đầu vào lẫn lãi suất đầu ra đều suy giảm, nên cái biên lợi nhuận thì cũng không có bị suy giảm nhiều. Và tôi thấy là trong 9 tháng đầu năm thì tăng trưởng tín dụng là ở cái mức cũng không quá cao, cũng tương đương với cùng kỳ năm trước. Thì tôi nghĩ là cái việc mà giảm lãi suất cho vay thì sẽ hỗ trợ cho cái việc tăng trưởng tín dụng trong những tháng cuối năm. Và tôi nghĩ là cái việc khi mà có cái nguồn tiền như thế này thì thị trường chứng khoán thì sẽ có những cái, nó sẽ hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán hơn. Dạ. Vậy theo đánh giá của chị, xu hướng của các chỉ số trong thời gian sắp tới thì sẽ diễn biến như thế nào ạ? Về chỉ số thì tôi vẫn đánh giá là chỉ số sẽ tăng tích cực. Dạ. Bởi vì như tôi cũng nói là hiện tại thì thị trường đang được hỗ trợ bởi cái việc là lãi suất cho vay giảm. Thì điều này sẽ hỗ trợ cho tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp và hỗ trợ trở lại cho thị trường chứng khoán. Ngoài ra thì tôi nghĩ là trong thời gian sắp tới thì thị trường chứng khoán vẫn giữ được cái mức tăng tốt, là do cái việc nhà đầu tư cũng đang chờ đợi kết quả, công bố cái kết quả kinh doanh của quý 3 của các doanh nghiệp và cái kế hoạch và kết quả kinh doanh cuối năm. Thì tôi nghĩ là cái kết quả kinh doanh này sẽ tích cực và sẽ hỗ trợ cho thị trường. Dạ, xin cảm ơn phần trao đổi của chị ạ. Phần trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục với kênh FBNC để đến với phần 2.